Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin mới nhất được báo Tuổi Trẻ Online ghi nhận. Ngày 22 tháng 11, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Viện Kiểm sát truy tố cùng tội danh đối với Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Tài chính Kế toán của Tân Hoàng Minh. Theo kết luận điều tra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, được ông Dũng sáng lập từ năm 1993. Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, ông Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của ông Dũng, ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online. Năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ vay gần 20.000 tỷ đồng. Trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, ông chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn cho công ty và kế hoạch sử dụng các công ty con gian dối phát hành trái phiếu nhằm huy động tiền cho Tân Hoàng Minh được hình thành. Chủ trương được chọn là phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Thủ đoạn gian dối của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo Bộ Tài chính, Tập đoàn Tân Hoàng Minh là tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Bộ đã hủy 9 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô 10.030 tỷ đồng của 3 doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, các công ty con trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì cung cấp các báo cáo tài chính có thông tin giả mạo, mặc dù báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Tài liệu về tài sản đảm bảo của trái phiếu đã được thẩm định giá, nhưng giá trị định giá không đúng giá trị tài sản. Sau đó, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các cá nhân liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những sai phạm của Tân Hoàng Minh cho thấy tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của một số doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu chưa cao, Bộ Tài chính nhận định. Trong năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kiểm tra 9 công ty chứng khoán và 2 doanh nghiệp bất động sản. Qua đó, ban hành quyết định xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần Tập đoàn VZ Group và Công ty Cổ phần Tập đoàn Apex Group, mỗi doanh nghiệp 600 triệu đồng, buộc thu hồi trái phiếu đã chào bán do vi phạm việc chào bán trái phiếu ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bộ Tài chính đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn VZ Group. Đồng thời, Bộ gửi 3 công văn cung cấp thông tin về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đến Bộ Công an để phối hợp giám sát thị trường. Đối với những tổ chức cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu thời gian qua, theo Bộ Tài chính, có hiện tượng một số tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán trái phiếu có lợi cho doanh nghiệp phát hành để huy động vốn mà không cung cấp đầy đủ chính xác thông tin công bố cho nhà đầu tư. Có hiện tượng giả mạo hồ sơ, tài liệu liên quan tới mục đích sử dụng vốn, tài sản đảm bảo và báo cáo tài chính. Một số tổ chức phân phối trái phiếu đã lôi kéo khách hàng cá nhân từ danh sách khách hàng sẵn có, nhưng cung cấp thông tin không đầy đủ, không đúng bản chất của sản phẩm trái phiếu để chào mời mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định pháp luật thì theo mức độ vi phạm thực hiện xử phạt hành chính theo quy định hoặc chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, năm 2022, Tân Hoàng Minh sử dụng 585 tỷ đồng từ huy động trái phiếu để đặt cọc khi tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, thành viên của Tân Hoàng Minh, trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá chào. Tuy nhiên sau đó, ông Dũng đã bỏ cọc, xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất này. Ngoài ra, ông Dũng còn sử dụng tiền để đầu tư chứng khoán và thua lỗ 153 tỷ đồng.
chuyển tiền từ thiện 62,8 tỷ đồng, con số còn lại để chi trả nợ, tiêu dùng cá nhân. Cùng bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Tài chính Kế toán của Tân Hoàng Minh. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Ông Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Theo luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư Hà Nội, trong giai đoạn điều tra, những người mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đã tố cáo làm việc với công an nên mới ra được đáp án số tiền mà Tân Hoàng Minh chiếm đoạt. Mọi việc đến giai đoạn này đã dễ dàng khi mà toàn bộ số tiền chiếm đoạt trong vụ án Tân Hoàng Minh đã được khắc phục. Việc của người dân là tiếp tục tham gia phiên tòa để có thể giao nộp thêm giấy tờ, chứng cứ liên quan đến mua bán trái phiếu và đề nghị được hoàn trả tiền. Trên cơ sở đó, tòa án sẽ giải quyết đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư khi xét xử vụ án. Thậm chí không phải chờ đến kết thúc phiên tòa phúc thẩm, mà ngay ở giai đoạn sơ thẩm hoặc quá trình tố tụng sắp tới, cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể xem xét với những trường hợp đủ điều kiện, tùy thời điểm thích hợp để hoàn trả tiền đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, luật sư phân tích. Tại kết luận điều tra ban hành cuối tháng 9, ông Dũng được đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án. Ông Dũng cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là quá trình điều hành hoạt động của Tân Hoàng Minh có nhiều thành tích cống hiến cho xã hội, tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen. Theo thông tin từ VN Express, ngày 30 tháng 9, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu chủ tịch công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Theo điều tra, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Trao đổi với Báo Dân Việt, chuyên gia pháp lý cho biết, khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự mà ông Đỗ Anh Dũng bị đề nghị truy tố quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị xử phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Như vậy, nếu bị truy tố và bị chứng minh có tội, ông Đỗ Anh Dũng có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên. Ngoài ra, ông Đỗ Anh Dũng còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đây là hình phạt bổ sung của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo luật sư, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm có hai hành vi là lừa dối và hành vi chiếm đoạt. Hai hành vi này đều có quan hệ mật thiết với nhau. Hành vi lừa dối được xem là điều kiện tiên quyết để hành vi chiếm đoạt xảy ra. Hành vi chiếm đoạt chính là kết quả, mục đích cuối cùng của hành vi lừa dối. Vì vậy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạt gian dối, làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!